Ngày 4 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố bị can là hai cán bộ Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới cùng hai giám đốc doanh nghiệp do liên quan vụ lập khống hồ sơ công trình, gây thiệt hại cho nhà nước. Đây là diễn biến mới của vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mua bán hóa đơn trái phép và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cụ thể, ông Đặng Trương Minh Thiền, 42 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Nam Thịnh Tiến, bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh trên, ông Nguyễn Tuấn Minh, 36 tuổi, phó chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới và ông Nguyễn Thanh Tâm, 35 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát Build bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông Lăng Thanh Phong, 48 tuổi, phó phòng kinh tế, hạ tầng Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan đến vụ án. Trong quá trình điều tra, Công an xác định Nguyễn Thanh Tâm đã giúp sức cho Trần Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới lập hồ sơ khống quyết toán công trình, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 485 triệu đồng. Bị can Lăng Thanh Phong thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ đối với nhiều công trình gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 1,8 tỷ đồng. Bị can Đặng Trương Minh Thiền không thực hiện giám sát thi công xây dựng các công trình để các bị can khác lập khống hồ sơ xây dựng, chiếm đoạt trên 703 triệu đồng. Bị can Thiền còn bị cáo buộc giúp sức cho Trần Hữu Đức và Nguyễn Thanh Tâm thỏa thuận lập hồ sơ quyết toán khống công trình. Nguyễn Tuấn Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo lập khống chứng từ gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 337 triệu đồng.